Bé cùi. Bé nước, bé đuốc. Nướng. Ồ, nặng quá. Này cơm chưa? Bầu quả cho xe bé cho bầu quả nha. Ừ. Thông quá quại ơi. Thông quá. Về 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 cái này cái này. Phù quá. Phù quá bầu đi. Dạ. Rồi xoay. Xoay này con. Thơm quá bà ngoại ơi. Thơm quá anh con. Dạ. Ngon quá. Thơm quá. Nào. Bao. Cảm ơn bà ngoại. Rô. Cảm ơn bà nào. Ném à. Thảo thảo đẹp. Ngon quá. Ngon quá mọi người. Ngon quá mọi người. Ngon. Ngon không con? Ngon quá hay không? Số 1. Ngon ok. Ok chứ. Không lửa rồi mày ơi. Chút bầu ghẹ mấy anh ngon ghê gớm á. Ngon quá. Cánh gà. Vương nó ngon không chứ? Đã lắm con. Kê 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 đúng không bầu? Kê kê ngon sơ mà nó ngon. Ngon một cái siêu kê. Ngon quá. Ủa sao nãy giờ con ngọc không hết thơm. Hết thơm quá. Nghĩ sao nãy giờ con ngọc con thấy thơm quá. Ngon quá luôn. Kê ngon không con? Ăn kê đã. Kê phòng mỗi rồi đây một kê.